Các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất qua nội dung của đoạn video mình chia sẻ vừa rồi. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là mẫu quần kẻ caro ống rộng nha các bạn. Đây là một mẫu quần hắc dáng nha các bạn, với cặp cao nè và quần ống rộng rất là đẹp luôn. Thiết kế là phối caro ha, các bạn có thể tha hồ middle luôn. Khi các bạn diện một phong quần như thế này, nó sẽ thể hiện được cái dáng của các bạn. Các bạn sẽ trở nên cao hơn, đẹp hơn, cái phong dáng của các bạn chuẩn hơn. Còn đối với những bạn nào mà đã cao rồi thì các bạn có thể diện phong quần này nó vô cùng tự tin và thoải mái. Với thiết kế rất là nhiều màu ha, các bạn có thể lựa chọn nè. Đây là cái chất vải nè, các bạn có thể thấy ha, chất vải nhìn cũng rất là đẹp. Mình giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích trên Shopee, bán dòng sản phẩm này được đánh giá là 4.7 sao nha, với 11.000 sản phẩm đã bán rồi và giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có 100.000 một chiếc quần như thế này thôi. Các bạn nếu có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nha. Đánh giá 5 sao nè, mình đã nhận được hàng, ok nhé mọi người, chụp hình gửi về luôn nè các bạn. Quần sọc nè ha, quần sọc caro nè, quần form đẹp, ống rộng, vải ok. Mình cao 1m65, nặng 50kg, mặc size này là perfect. Nhưng mà quần đen thì lại có cái túi nong quá, chắc không đựng được đồ. Nói chung cái mẫu quần này thì nó nằm ở mức tầm trung nha các bạn. Các bạn nếu mà thích, mình có thể lựa chọn một vài chiếc quần như thế này để mình mặc thay đổi, và giá cả nó cũng khá là mềm. Nói chung thì tiền nào của nấy thôi. Các bạn có thể diện những cái form quần này thì mình có thể thay đổi nó khi mình cảm thấy không đẹp, không thích nữa. Còn nếu các bạn có nhu cầu sử dụng những chiếc quần chất lượng hơn, các bạn có thể tìm hiểu mua hàng những cái mặt hàng nó cao cấp hơn ha. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.